Đừng làm pha xúc đi vào lòng Cái này vào người. đuôi à? Hay vào mồm? Đuôi, đuôi, đuôi. Mập. Cún mập. Nó dòng từ nãy rồi. Đây là chủ hồ Đèo Lai cũng đến rồi nha mọi người nhé. Đây đang xem báo cá cho ùn cá chép tay to này. Mạnh lên đi anh ơi. Địt mẹ mà anh nhìn thấy rồi à. Cong hết cỡ rồi kìa. Con này nó vào đuôi ra mà nhìn nó như kiểu là Hugo ấy, nhưng mà không, thực ra không phải đâu nhá các cụ nhá. Ấy da. Đâu phải vừa. Chả có một con đéo nào là con bé, có tên là bé luôn. Cứ khỏe là to các cụ ạ. Nghe đuối. Con này chấm đen rồi phải không? Hay chép đấy. Toàn chấm đen thôi mà, câu toàn độc câu chấm đen thôi mà. Đừng làm pha xúc đi vào lòng người. Đuôi à? Hay vào mồm? Đuôi, đuôi, đuôi. Ồ, hay quá nhỉ. Đuôi mà nó ngoắc mạnh thế. Bùn thì tụt đến quá nữa. Yep. Mệt đấy nhỉ. Mệt không? Một đều. Cứng hết tay luôn. Kìa nhìn thằng Nguyễn nó lôi ấy lên bờ mà bùn kia bẹp bẹp luôn, sợ rồi. Đây, to thế này mà. Đây ai bảo chẳng có một cái con nào bảo có tên là bé luôn, nói thật đây. Ừ. Đó, cứ quăng đi chú ơi. Nó đi đi, quăng đi, quăng đi. Quăng đấy, còn đến người đâu. Đây, chủ hồ Đèo Lai bắt đầu ra cần đấy nhá. Phúp. Phá đầu tiên hai người cùng một lúc thế này. Wow, sao không một phải nó làm sao ra được nữa, sắc lắm. Một phát vào mẹ cái đuôi. Đuôi nó mà nó khỏe, ông này dòng cứng cả tay. Đấy. Cơ bắp suốt ngày vờ vần vô lăng nhưng mà dòng con cá còn thấy sướng hơn. 7 cân, có một lứa hết. Cân 7 cân, con kia cũng 7 cân, con này cũng 7 cân. 7 cân. 7 cân, được rồi. 7 cân đuối. Thế hai con của tao thì chắc 7 cân đuối là mấy cứ tầm 7 cân hết. Nó gầy. 7 cân, 7 cân đấy, tại vì là đợt này nó thả đều đều nhau. Hai con của tao nó đúng này mà. 7 cân. Cân rồi à? Hai con đều nhau nó chung không lệch bao nhiêu đúng không? Nó móc ở đây đúng không? Cái con đấy là bị trước nữa rồi. Hôm hôm qua từ hôm qua giờ giật cho biết bao nhiêu cái vảy mà nó vẫn còn vào ăn đây. Ừ. Đây này bong này. Đã, đúng rồi. Chú ơi, các chú đứng đứng lùi lùi sau. Vì sợ đang sửa người con lục cái kề vào người kìa. Đấy nhá, báo cho cụ béo đẹp trai đến đây thôi.